thì sao rồi, tôi quýnh mày đó. Tao biết anh hai tao nè. Thằng này chửi em nè anh hai. Ê thằng kia, kêu tao gì? Lỗ tai mày để đâu mà tao nói mày không nghe mày? Sao chửi em tao hoài vậy? Vậy cũng mắc mẹ đâu mà mày không thấy lỗ tai tao?